Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thủ thuật Excel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một đường kẻ trong ô của Excel. Như trên màn hình các bạn có thể thấy mình có tạo một cái đường kẻ chéo trong ô Excel như thế này. Và để làm thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi mình sẽ back, mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ xóa đi nhé. Rồi bây giờ các bạn muốn tạo một đường kẻ chéo trong ô Excel như này thì cũng có nhiều cách. Ví dụ các bạn vào Insert xong các bạn chọn cái kẻ ngang này các bạn vẽ cũng được, nhưng mà nó sẽ không có đẹp và không có chuẩn bằng cách kia phải không ạ? Rồi mình xóa đi, mình tạo bằng Border nhé. Các bạn kích chuột phải vào cái ô các bạn muốn tạo, các bạn chọn Format Scale. Rồi đây các bạn chọn tab Border. Cái border các bạn thấy ở đây nó có các cái dòng kẻ ngang này đó. Đây là kẻ ngang từ dưới lên trên và từ trái sang phải đúng không? Đây thì mình muốn kẻ từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Đây mình chọn cái này và các bạn hoàn toàn có thể chọn cái đường kẻ ở đây nhé. Đây các bạn, ví dụ mình muốn chọn đường kẻ to này, chọn vào đó xong các bạn tích vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy kết quả hiện ra này. Ví dụ muốn kẻ đường nứt chẳng hạn, chọn vào đây. Ok, và bây giờ mình sẽ chọn cái đường kẻ bình thường thôi. Mình chọn cái này, chọn vào đây. Ok, giờ các bạn đã thấy là nó đã kẻ ngang cho chúng ta trong cái ô này rồi phải không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái tiêu đề vào. Ví dụ như cái này mình cần đánh tiêu đề là họ tên và danh mục chẳng hạn. Rồi mình sẽ đánh là danh mục. Danh mục. Các bạn nhấn đồng thời phím Alt Left và phím Enter để cho nó xuống dòng trong cùng một ô nhé. Rồi họ tên. Ok. Rồi sau đó các bạn để con chuột vào cái chữ cái đầu tiên của danh mục, các bạn đẩy nó sang. Ok. Và là các bạn cũng có thể dùng text box để đánh cái tiêu đề này. Ví dụ đây mình vào phần insert, mình vào text box. Rồi. Các bạn vào chữ danh mục. Đây, các bạn kéo đặt vào đây. Các bạn thấy nó có cái viền màu trắng này, nó bị lấp đúng không? Các bạn tích vào đó nhé. Khi nào hiện ra các chấm tròn xung quanh này thì các bạn vào Format. Sau đó các bạn chọn cái này, phần Sharp Outline, các bạn chọn Low Outline. Rồi, cái phần này các bạn cũng chọn Low Fill. Đó. Thì nó sẽ mất cái viền màu trắng đó. Tiếp tục các bạn có thể kích vào đây, các bạn chọn copy, các bạn dán một cái nữa vào đây, các bạn đánh họ tên, họ tên. Rồi nếu mà dùng text box này thì nó sẽ mình thích di chuyển đến cái vị trí nào thì tùy theo ý thích của mình thì nó sẽ đẹp hơn đúng không? Video của mình đến đây xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nút subscribe để ủng hộ kênh của mình. Nếu có vấn đề gì cần thắc mắc thì các bạn cứ comment ở bên dưới video, mình sẽ trả lời nhé. Xin chào các bạn. Ngoài ra thì trong kênh YouTube của mình có chia sẻ nhiều các video khác về cái thủ thuật Word, thủ thuật Excel và thủ thuật máy tính. Các bạn có thể vào xem để ủng hộ mình nhé. Để vào kênh của mình thì các bạn vào Google, sau đó các bạn vào YouTube. Rồi các bạn gõ tên kênh mình là Vương Văn Hiệu.
đây chính là cái kênh của mình. Đây, mình có chia sẻ rất là nhiều các cái video. Các bạn có thể vào xem. Và là các bạn xem theo danh sách phát thủ thuật Excel. Hiện tại là mình đã làm được 34 video rồi. Thủ thuật PowerPoint, các hàm cơ bản, thủ thuật máy tính. Các bạn bấm vào cái nút đăng ký ở đây để ủng hộ mình nhé. Cái nút đăng ký ở đây này. Khi các bạn bấm vào nút đăng ký đây rồi thì nó sẽ có hiện một cái chuông ở đây. Nên đợi mình mở nữa. Nên nếu các bạn bấm đăng ký rồi thì nó sẽ hiện một cái chuông ở bên phải đây. Và các bạn tích vào cái chuông này. Đây mình tích vào này. Đó. Khi các bạn tích vào cái chuông này rồi thì mỗi khi mà mình đăng cái video mới lên thì nó sẽ tự động báo vào cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.